ngay lúc mà em lấy cái chai dầu á, ông nói gì nè, đưa tay đi mình sơn móng tay cho. Em quay lại móng tay ông sơn một bộ. Em kêu trời, học thì không lo học đi, học đi về cho người ta học. Gì mà ông ngồi sơn móng tay nữa. Tại vì á, em sơn cái đó là sơn bóng để dưỡng móng tay á mà. Sơn bóng cho nó bóng hả? Dạ sơn. Một lần em đi ăn, em ăn hoài luôn. Em ăn từ ăn lẩu nè, xong em qua ăn bánh mì, xong em bánh lăng, em muốn xin tố. Em ăn một giây vậy đó. Em biết ta sẽ ăn cho khi nào mà không còn tiền nữa, bỏ tay thì thôi. Về xong rồi gặp lại vợ, kêu vợ cưới. Mà kêu hoài không thèm cưới. Cái nghĩ trong đầu á, con nhỏ này nó quen mình chơi sao á, không thèm cưới. Và bây giờ mời quý vị dành một tràng pháo tay thật to để cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Dạ, xin chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và toàn thể khán giả, chào ba mẹ và chào vợ của em. Trời ơi. Chào ba mẹ. Chào ba mẹ. Quá có hiếu. Dạ, xin chào hai bác. Dạ. Mời em giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Lê Trung Tính, hiện tại năm 27 tuổi và em là cán bộ văn hóa thông tin ở dưới ủy ban phường 12 quận 6 à. À. Còn em. Chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận, chào quý vị khán giả. Em tên là Đỗ Nguyệt Nga. Em 27 tuổi, hiện là nhân viên văn phòng. Rồi, hai em quen nhau trong trường hợp nào ta? Hai vợ chồng em quen nhau trong buổi học đầu khóa năm 2010. Thì lúc đó là em thì đi học á, em ngồi bàn đầu. Chồng em thì lúc nào cũng ngồi cuối lớp á. Đó là cá biệt, đi học trễ nè, hay nói chuyện nè, hay chút tiếng nè, đủ kiểu. Cái ông ấy trong cái hội trường rất là lớn, thì ông ấy chạy lên, ông ấy xin em chai dầu gió. Sau khi trả em thì nói là trời lớn thì xài đồ nít. Trời ơi, sao lại xin là tại sao không mượn một cô khác mà lại mượn cái cô này cái chai dầu gió? Phải, tại vô thì cái buổi đầu tiên đó thì chung là cũng nhiều bạn lắm. Mà có bạn này cũng là dạng hot girl ở trong cái trường á, trong lớp. Thì vô thấy bạn cũng dễ thương. Thì mình cũng bộ nhức đầu đó. Mình lại mượn xin mượn chai dầu. Mà cái dầu nhỏ xíu thì giống như cái dầu em bé đó chị. Đấy. Không, mình lại cũng ghẹo ghẹo, lớn thì xài giọng nít gì. Đấy. Mà cái đó chiêu thức của em. Dạ, chiêu thức chứ đâu có bệnh hoạn gì đâu. Cái chai dầu lớn, chai dầu bé đâu liên quan gì tới dùng cho người lớn với người nhỏ đâu. Mà ông này á, ông vừa đâu, ông em lúc mà em lấy cái chai dầu á, ông nói gì nè, đưa tay đi mình sơn móng tay cho. Em quay lại móng tay ông sơn một bộ. Em cái chơi, học thì không lo học đi, học đi về cho người ta học. Gì mà ông ngồi sơn móng tay nữa. Tại vì á, em sơn cái đó là sơn bóng để dưỡng móng tay á mà. Sơn bóng cho nó bóng hả? Dạ. Sơn dưỡng móng tay. Sơn dưỡng đó. Riêng em thì em ấn tượng gì về cô gái này? Chung là trước á, thì em cũng để ý dễ thương thôi. Mà tại trong lớp á, nhiều bạn rất là ý vợ em giờ á, xong cũng cá kèo cá độ với nhau. Ở giờ rồi coi đứa nào mà cua được nhỏ này. Xong rồi vì cái độ đó mà em qua em ngỏ lời, làm đủ cách đi quen vợ em, cũng mời đi ăn đi uống này nọ. Mà khó lắm, mời hoài không thèm đi. Mà đi cho em ngồi đợi, đợi hoài mà đợi mà mũi chích này nó muốn điên luôn. Tại vì em thích ông này, em biết trước đó. Ý là trong lớp đó thì nó cũng đông lắm là em biết được là cái anh này á là tán mình cho có mục đích rồi. Mình chứng tỏ mình với các bạn trong lớp với các bạn cùng trường, cùng khóa đó. Em ghét lắm, rủ em đi ăn cho đợi, đợi hoài lên nó là tôi không có ra đâu cho đừng có đợi. Mà ông chịu khó đợi, mấy đứa kêu là thôi mạng xuống, mấy con lên trên phòng thầy tìm thấy thầy la. Thế thôi em chờ hơn một tiếng hộ, ông không chịu về em cũng đi xuống. Đi xuống mà em đi ăn nha. Một lần em đi ăn, em ăn hoài luôn. Em ăn từ ăn lẩu nè, xong em qua ăn bánh mì, xong em ăn bánh lăng, em muốn xin tố. Em ăn một giây vậy đó. Em biết ta sẽ ăn cho khi nào mà không còn tiền nữa, bỏ tay thì thôi. Mà em đi ăn á là em biết là ổng không thích bún mắm, là không thích cháo lòng nè, không thích hộp vịt lộn. Em cứ đè những cái món ra ăn thôi. Sáng mà rủ là em chỉ đi ăn cháo lòng, ăn bún mắm. Ông nói chợ con gái đứa sáng đang món thú rình. Ông nói vậy đó. Tối là em bắt đi ăn hộp vịt lộn. Ông ăn hộp vịt lộn mà ổng chưa có ăn á. Lần đầu tiên là hất tung cái bàn, bỏ chạy, bay hết cái quán người ta hết sao. Ủa sao vậy? Không biết ăn. Tại em thấy cái trứng vịt lộn mà cái trứng nó, cái con lộn nó bự quá mà lông lá không à. Em nhìn em sợ. Bao lâu thì tụi em mới có cảm giác là không ghét bạn này? Chắc cũng lâu á chị. Đến lúc mà bạn đi nghĩa vụ á thì là có một chút tình cảm với bạn này là bắt đầu từ đó. Là mấy năm? Là bao nhiêu, 3 năm không? Khoảng 3 năm, 4 3 năm, 3 năm. 3 năm, 4 năm, chắc cũng tàn mạc à. Ăn quá ăn mà dắt đi, ăn quá trời ăn. Nhưng mà tại sao mà vừa mới cua được cô này á mà em lại sẵn sàng em đăng ký đi như vậy? Em không sợ nếu em đi ở nhà mất cái bạn này sao? Lúc đó thì cái tư tưởng em thì lo cho chuyện lớn hơn là người yêu của mình rồi đó lúc đó. Nên gác qua hết để mình đi. Trước khi bạn đi á, lại có khuyên, lại nói là
Thì những trường hợp đi thì người ta rất là khổ. Nó không giống như là mình ở nhà được bao bọc đâu. Nhưng mà bạn vẫn quyết định đi. Lúc mà đi ra ngoài Cam Ranh á, là em cứ bình tĩnh ở nhà, không có trao đổi điện thoại được. Ở đó là cấm mà. Em cứ kệ bạn ngoại, cha mẹ có đi thăm nhưng mà em thì không đi. Em chờ cho đến lúc mà sắp hết cái giai đoạn ở ngoài á, em đi thăm. Lúc mà bạn gặp em mà khóc. Khóc như mưa. Em nói thôi đi về đừng có khóc nữa. Tại vì chờ đợi nhiều người đi chung khóa mình á, lúc nào cũng có người yêu lên thăm này nọ. Mình đi nhìn lại chả thấy ai. Cô đơn. Đó xong rồi cái khoảng lâu lắm rồi, gần lúc mà mãn cái 3 tháng tân binh á mới lên thăm em. Thì lúc đó là mình cũng hơi bất ngờ, cũng hạnh phúc. Khóc đây là khóc vì hạnh phúc đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi đi bao lâu thì em mới về? Dạ lúc đó đi 18 tháng. Là về luôn? Dạ, về xong rồi gặp lại vợ, kêu vợ cưới. Mà kêu hoài không thèm cưới. Cái em nghĩ trong đầu cái nhỏ này nó quen mình chơi sao á, không thèm cưới. Rồi có cầu hôn không mà tự nhiên kêu người ta lấy mình? Trời ơi, anh nghe nè, ông này ông không có lãng mạn như người ta là anh cầu hôn em bó bông hay cái gì. Thôi cưới đi. Trời, lâu quá rồi, quen hết đời trai con người ta mà không cưới. Đúng rồi, ta nói đúng mà. Sao mà em có nói là trời thì từ từ, còn trẻ mà. Giờ sao mà lúc mà mình cứ đi làm đi là từ từ tính. Mà ông chịu, cứ là ngày nào cũng đi làm. Em thì làm về trễ hơn một chút là 6 giờ mới về đến nhà. Còn chồng em thì khoảng 5 giờ thì chồng chạy về Biên Hòa. Ông mới làm hết việc nhà, xong rồi ông mới ra đằng trước. Cái nhà em ở gần chợ á, thế là ông ra chợ ông nói chuyện lung tung người ngoài chợ. Ông ngồi ông chém gió, ông mang kem trong kem của trong nhà ra ông mời người ngoài chợ vậy đó. Trời, xong rồi ông hào phóng lắm, rồi nói chuyện xong rồi cả khu chợ biết tới ổng. Trời, người ta hỏi em bao giờ cưới. Xong rồi mẹ em nói với ông này là ở trên đấy hết gái rồi sao thì đi xa vậy con, về đây lấy con này. Rồi sau đó thì bao nhiêu lâu thì hai em mới bắt đầu đám cưới? Từ hồi quen nhau đến lúc lấy là 6 năm. Một sáu năm hơn, 6 năm hơn. Sau cưới vui không? Có kỷ niệm gì sau khi cưới không? Cưới nhiều cái nhức đầu lắm. Tức là cái đám cưới thứ hai là đám cưới nhà chồng. Sau lúc em về phòng, điều đầu tiên em thấy là một bức thư tình của ông này dài 12 trang. Cho ai? Viết cho ai? Trai viết cho ông này. Xưng anh em yêu anh, cảm giác câu nói nào của anh trong đó làm sao ghi hết. Tức là kết thúc bức thư là dù gì đi nữa thì em vẫn chờ anh. Trời đất ơi. Trời ơi chị. Ủa nhưng mà bạn là cái bạn này... đó là bạn của em hả? Dạ cái bạn đó là đồng nghiệp chung cơ quan với em. Thì bạn đó là con trai. Mà nói chung là đồng nghiệp với nhau thì mến với nhau cũng là bình thường thôi. Ông này em thấy em đọc được bức thư, ông hoang mang lắm. Cái nét mặt của ông em buồn cười. Nhưng mà em đọc xong rồi thì thôi, em cũng để đúng chỗ đó và em cũng không nói năng gì cho tới bây giờ. Tức là ông biết em đọc nhưng mà em cũng không có khiển trách hay trách móc. Và em cũng không nói với bạn kia. Tức là chúng ta cứ giữ mối quan hệ bình thường. Rồi các em lấy nhau được bao lâu rồi? Dạ cũng 6 tháng. Mới à? Dạ đúng rồi. 6 tháng về ở chung với nhau, có tính xấu gì lòi ra không? Có vợ em lòi ra nhiều lắm. Cứ hay mò biếu em á. Mò gì? Biếu. Nói cái chữ đó mà cũng không hiểu nữa. Không có rõ, không có nghe. Có ngày cái mò hoài mà em bực mình luôn. Em nói mò gì mò hoài á. Lúc nào cần mò cũng mò, không cần cái lại mò hoài. Rồi lúc này cái cực thì hay nó khó chịu, cái càm dạm hoài à. Nhức đầu lắm. Nên em đi làm về cũng mệt. Thì vợ làm gì cũng mệt. Từ từ dọn cái phòng ở hai mình á. Từ dọn về phải bắt cái này bắt cái kia mà phải làm liền. Phải làm sạch sẽ sạch bông luôn mới chịu. Chứ làm mà qua loa là không có đâu. Cái lầu bầu cằn nhằn nhức đầu. Rồi khó khăn gì á, có khi nào mà cổ ăn hiếp em không? Có la mắng được không? Có làm quýnh em luôn chứ. Chưa quýnh là hồi xưa thôi, còn bây giờ hết quýnh rồi. Tức là em đang căng thẳng công việc, đi về em vẫn làm trên máy tính vậy nè. Ông ngồi sau á, tức là mình đang tập trung lắm. Ông cứ ngồi sau, em ăn cái này đi, ăn cái kia đi. Em quay ra, trời tránh ra. Ta đang làm gì, ông cứ ăn hoài vậy, ông ăn bằng mình không đi. Cái ông giận, ông cắt đồ ăn thì ông lên giường nằm hô luôn. Hồi đó là tính xấu của vợ, còn nữa không? Dạ, có người đó xấu, cái vợ cũng hoàn hảo cũng nhiều. Nhiều đó đủ rồi. Thế còn ông xã em sao? Ngoài ngáy ra thì ổng còn vợ với thun quá anh. Ví dụ mình nói một là một. Đúng rồi. Không phải với mình ai đâu, ai cũng vậy á, với thun mò luôn à. Khi nào em hối chờ cho nướng tí nữa đi. Lúc nào ông đi trễ so với người khác hết á. Chưa kể là nói được không làm được. Ông nói em từ hồi mà quen nhau, ông nói là anh sẽ bỏ thuốc. Từ năm 2010 đến giờ 8 năm rồi chưa bỏ. Có vợ đẹp gì nè, có ghen không? Có ghen không? Trời, cái này em phải nói chứ. Em đi xe đưa rước công ty á, cái xe gì có 12, có 12 người thôi à. Em đi xuống, ông rước em, tức là ông không để cho em đi xe máy. Nhưng mà ông rước em, nhìn. Trời, ông nhìn bà nè.
có vấn đề gì mới nhìn nhau vậy thôi chứ không thể nào nhìn vậy đâu. Ví dụ như người ta nhìn á, anh mắt bình thường, chẳng hạn em nhìn anh Quốc Thượng, chị Hồng Vân là mắt bình thường, còn nhìn mặt đá đó khác rồi nha. Trời ơi, nhiều khi ông bi tật rồi sao? Cái đó không biết. Em mà nghe điện thoại á, thay vì người ta cũng tế nhị là người ta chờ vợ mình nghe xong người ta sẽ hỏi là ai, hay là ai vậy em có làm sao không, người ta đang nghe điện thoại tai nè, ông đứng trên tai nè, ông nói là ai vậy, ai vậy, cứ vậy hoài. Đưa cái điện thoại cho ông nghe luôn, đúng không? Ngày xưa ông còn đập lên cái điện thoại luôn, đập điện rồi. Thoại ba em mua đập luôn vậy xong vậy? Mai đi mua cho em cái khác cũng vậy à? Vậy đó hả? Rồi bây giờ em mong muốn ông xã em thay đổi điều gì? Em mong muốn ông xã thay đổi thì rất là nhiều, nên là em chỉ có thể nói đơn giản là em mong muốn ông xã là một người giàu. Giàu là giàu về ý thức. Ý thức ở đây nó rộng lắm, tức là khi mà anh có ý thức về tất cả phương diện á thì anh sẽ hoàn hảo hơn cho con người của mình thôi. Thực ra thì đối với chấm điểm khó thì em thấy chồng em đã là 50% của người đàn ông hoàn hảo rồi, thì bây giờ chỉ cần cái động lực để cho anh thay đổi nốt 50% còn lại thôi thì anh sẽ ok. Thế còn em? Vợ em thì cũng là ok rất nhiều, chỉ mong muốn một điều là bớt nhây mà bớt nói. Nói lần thôi chứ đừng nói nhiều lần quá mà em nghe em mệt lắm. Đó, em chỉ mong vậy thôi. Mà ở đây á, vợ em á, thực sự nói ít á, thì vợ em mong em hiểu nhiều, nhưng mà chị nghĩ là với chồng em á, em đừng có nói ít, em cứ nói nhiều để chồng em hiểu đi. Nãy giờ chị cảm nhận như thấy em á còn vô tư lắm, còn trẻ trung lắm, 27 tuổi vậy chứ mà thấy chưa đâu, tại vì cái người đàn ông mà em muốn họ trưởng thành phải trên 30 đó. Chứ còn 27 tức là từ 30 đổ xuống vẫn lúc nào cũng giống như là trẻ con vậy đó. Thường là những người như vậy á, là em phải nạp vô từ từ, em phải thấy cho bạn thấy những cái khó khăn, những cái phức tạp của cái cuộc sống này. Nếu như mà mình có một cái gia đình mình phải chống chọi đó thì từ từ, chứ còn bây giờ để bạn ấy tự nạp vô á thì chị nghĩ là được chứ không gì á, nhưng mà nó lâu thì tại sao mình để lâu làm chi. Rồi chúc hai đứa hạnh phúc nha. Dạ, cảm ơn. Chúc hai đứa mau có con nha. Cô này là hay con nhà con chơi, thì lúc đó là con thì nó đã lớn rồi. Rồi sau đó thì qua chơi thì rồi là mình cho ăn rồi mình tắm rửa. Mà ngộ lắm, ngày xưa ông này ông còn bắt nạt mẹ con nữa cơ. Ông không có tám con, ông không cua con mà ông cua bố mẹ con không à? Ông cua bố mẹ con không à? Máy giặt Toshiba điều khiển từ xa, giặt giũ thả ga. Còn bây giờ mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục đến với câu chuyện của cặp vợ chồng thứ hai. Mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào đôi vợ chồng này. Chào hai bạn đến với chương trình Vợ Son nha. Mời hai bạn giới thiệu về mình. Con xin chào cô Hồng Vân. Chào anh Khu Thuận. Em tên là Tự. Em đến từ quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại thì em 34 tuổi ạ. Công việc của Tự là gì? Hiện tại thì em đang làm giám đốc chi nhánh của một công ty chuyên bên xây dựng nhà phố, đó là công ty xây dựng kiến trúc Việt Quang. Rồi, mời vợ của Tự. Dạ, con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quốc Thuận. Con tên là Mỹ Duyên, năm nay con 23 tuổi. Công việc hiện tại của con là ở nhà nội trợ và giúp chồng làm kế toán cho công ty. Nghe cái giọng của hai vợ chồng này, anh đoán là đồng hương. Dạ, đúng chính xác. Và quê của em ở đâu? Quê của em là ở Thanh Hóa. Hai bạn là vào trong đây lâu chưa? Em học hết lớp 12 là vào học đại học ở dưới Đồng Nai. Môi trường Sài Gòn thì em cũng mới làm việc là được 3 năm rồi lại đây thôi. Trước đây? Trước đó thì em làm ở Đồng Nai, dạ, đúng không? Làm ở dưới Đồng Nai. Cơ duyên nào em gặp được vợ em? Gặp ở Đồng Nai hay là gặp ở Sài Gòn? Vợ em là hàng xóm của em ngoài quê. Nhà hai tụi con là gần sát nhau luôn. Bố chồng của con ấy ngày trước đặt tên cho con luôn, làm cha đỡ đầu của con luôn. Nhà anh không có con gái nên là có con lúc đấy là đang bé xíu xíu à. Hay là qua bên nhà anh chơi là bố mẹ chăm sóc như con đẻ vậy á. À, như vậy là đặt sẵn từ xí ngầu với người đi đó. Từ nhỏ đúng không? Hai cha mẹ biết nhau rồi đặt để luôn. Như vậy là từ nhỏ là con đó là đã qua nhà anh Tự coi như là chơi và sinh hoạt
ở bên nhà anh Tự như nhà mình rồi, đúng không? Mà lúc đó là anh Tự là 18 tuổi đúng không? Dạ. 18 tuổi là con 6 tuổi. Dạ. Đúng không? Hoặc thậm chí là lúc con 2-3 tuổi đi. Dạ, đúng rồi, con bé xíu à. Bé xíu thì thậm chí lúc đó là anh Tự là còn phải trông em nữa. Con nhớ hồi còn bé là cô này là hay con nhà con chơi, thì lúc đó là con thì nó đã lớn rồi. Ừ. Sau đó thì qua chơi thì giống như là cháu hoặc là em cháu của nhà vậy đó. Rồi là mình cho ăn rồi mình tắm rửa. Này lớn mình hẹn giáp. Vậy thì mẹ của con á với anh Tự á là có lớn hơn nhau nhiều không? Dạ mẹ con hơn anh Tự có 10 tuổi à. Ôi, mà ngộ lắm, ngày xưa ông này ông còn bắt nạt mẹ con nữa cơ. Ủa rồi ôi. Dạ. Thế gọi bằng chị hay gọi bằng cô? Ngoài quê gọi bằng thím. Gọi bằng bằng thím. À, dạ. Nhưng rồi, mà hồi mẹ con chưa có lấy bố con á là ông này ông bắt nạt mẹ con. Úi giời ơi. Trước kia là bà ngoại, có nghĩa là người thân sinh ra vợ con này, thì khi đó là chưa có lập gia đình, thường là đi cắt cỏ hoặc là chăn trâu ngang ngò, thì mình khi đó thì cũng cái tuổi đôi mươi mà cũng nghịch, rồi ra rồi chặn đường rồi mấy cái trò nghịch của thanh thiếu niên nhà trẻ con ngày đó. Đến khi nào thì Tự mới phát hiện rằng là cái cô bé hàng xóm của mình dễ thương, đáng yêu? Học xong cấp 3 thì em vào học đại học trong Đồng Nai. Một năm là mình phải về quê thăm gia đình. Thăm gia đình một lần. Và những cái dịp thăm gia đình đó thì những cái năm đầu tiên thì không có để ý cô này, bởi vì là đang còn bé xíu à, cũng không có chơi với nhau nữa. Đến khi mà cô này bắt đầu học lên lớp 9, mặc cái áo dài màu trắng, tóc rất đen và dài, tôi thấy rất là ấn tượng, lúc nào cũng cười vui vẻ. Vậy năm đó là tự học đại học năm thứ mấy ta? Con mới bắt đầu năm cuối đại học rồi. Bây giờ hỏi cô vợ nè, đến khi nào thì anh mới bắt đầu để ý em? Hai gia đình cứ trêu qua trêu lại tán tỉnh là rất là lâu. Bố mẹ chồng em bây giờ ngày xưa gọi bác mà cứ bảo là thôi mày làm con dâu bác đi, gần nhà nè, không phải lo việc làm dâu hết, ở đâu cho ở nhà mẹ đẻ cũng được. Cái đến khi con 18 tuổi học đại học, cái ông này ông cứ học cho ngoan nha, học xong 4 năm đại học là anh rước nữa nha, kiểu như là cứ trêu trêu vậy thôi, nhưng không nghĩ là sau này là lấy nhau thật. Ông cứ thi thoảng nhắn tin thôi, gọi là anh em nhắn tin bảo nhau là lo học đi, em học cái gì rồi, cần anh giúp gì không, sau này ra trường cần gì anh cứ bảo anh. Tết năm 2020 thì mới bắt đầu là chính thức cua, xin phép bố mẹ đàng hoàng. Cách đây 2 năm? Dạ. Ông không có tán con, ông không cua con mà ông cua bố mẹ con không à. Ông cua bố mẹ con không à. Cái lên nhà, ăn uống, dọn dẹp trong nhà, gọi như tự nhiên như người nhau nhà luôn. Quá thân mà. Dạ. Đem bữa cơm, nghe mẹ mời rơ thì bảo là ngồi xuống ăn cơm cháu. Dạ vâng. Dạ vâng. Mà con nấu cơm cho ông đâu, mà ông vẫn ngồi ông ăn thật. Và mùa hè lúc đó là con tình trạng như thế nào? Có người yêu chưa? Nếu mà học sinh mối tình học sinh linh tinh ấy là cũng có. Sang đại học quen nghiêm túc là một anh bộ đội. Trong thời gian quen anh bộ đội đấy thì anh có về nhà con ăn cơm, uống rượu. Bố con cũng kêu ông này lên ngồi chung. Cái ông này ngồi uống rượu, ông này bảo là chú cẩn thận nha, người yêu chú là vợ anh sau này đấy. Chú cẩn thận nha, người yêu chú là vợ anh sau này đấy. Cái nói trước mặt vậy đó. Ông phán dạ, xong con vẫn nghĩ là trêu thôi. Kể cả người yêu cũ của con ấy, chú bộ đội kia vẫn nghĩ là trêu, không để ý gì hết á. Trong thời gian quen ông thì ông này cứ nhắn tin đến bảo là chia tay cho em. Ui không hợp với em đâu, đi với em nhìn như hai chị em ấy. Em phải quen nào mà trưởng thành dạng như anh nè, gọi là đập chậu cướp hoa. Tết năm 2020 là lúc đấy là cũng cảm thấy là lên nghiêm túc với bố mẹ con. Xong rồi bố mẹ cũng bảo là nó nghiêm túc nó nọ kia, cho mong nhau một cơ hội tìm hiểu. Đập chậu cướp hoa là chính xác là cái thời điểm nào? 2020 là bắt đầu ngỏ thôi, rồi đến lúc nào là mới chính thức là xin cưới? Xin cưới là vào tháng 10 năm 2020. Mới đây. Đúng rồi, con mới cưới đây. Chưa được 2 năm nhỉ? Đúng rồi, chưa được 2 năm. Đúng rồi, chưa được 2 năm. Lúc đó là con bao nhiêu tuổi ta? Dạ, lúc đó là con đang học gần xong đại học năm 3. Nhưng mà sao cưới sớm vậy? Sao không đợi cho xong hết rồi mới cưới? Vì bác sĩ báo cưới. Cháu nó đi làm xa, thi thoảng mới về. Quấn qua quấn quýt. Con học một mình, vừa học vừa làm ngoài Hà Nội. Còn ông này là công tác trong Nam. Xong cái sau một đêm hai đứa nhậu say thì hồi lúc sau hôm sau là bác sĩ bảo cưới. Như là phải một tuần hay là một tháng sau rồi bác sĩ mới bảo. Dạ vâng đúng rồi. Tức nhưng là mà cái khoảng thời gian mà chính thức tìm hiểu đến cưới nó nhanh lắm ạ. Chắc là hơn một lần, tháng luôn á. Cái lần gặp nhau uống rượu định mệnh đó. Dạ. Là ở đâu? Ở Hà Nội hay là ở quê? Dạ ở trong này, tại Sài Gòn. Ở Sài Gòn đúng không? Tức là con vô đi chơi à? Dạ vâng con chơi. Lúc cái bố mẹ có biết là con lén vào Sài Gòn thăm anh không? Dạ con đi chơi với bạn anh à. Ủa nhưng mà nó nghe nè, cái tuổi đó là cái tuổi các con trưởng thành rồi, bây giờ không kiềm chế được
cho nên là không có những cái phương pháp để mà phòng vệ, đúng không? Dạ, tại con sao không nghĩ là có chuyện đó luôn. Tụi con nhậu với nhau rồi, cái đấy là cái sự cố không may. Ông này cũng muốn cưới. Khi mà bạn gái á báo tin rằng là có bầu thì cái phản ứng của Tự như thế nào? Ông cười à? Như vậy là cố tình, bạn này là cố tình rồi. Cố tình đó. Bạn này thì không hề biết cái sự cố như vậy, nhưng mà bạn này thì muốn lấy, tức là muốn có, muốn để mà coi như là muốn xây dựng gia đình rồi. Cười xong rồi bảo là cũng được, cưới thôi em. Cười cái mừng lắm. Vậy là đúng ý ông rồi. Bố mẹ của hai bên phản ứng như thế nào khi nghe cái tin đó? Bên chồng là chắc chắn vui đúng không? Bên chồng thì thực ra là đã tiếp nhận vợ con là từ trước đó rồi. Cái chuyện này thì cũng hơi có chút bất ngờ, nhưng mà bất ngờ nhiều hơn là ở phía bên bố mẹ vợ. Bên vợ thì sao? Tại vì hồi Tết anh nói bố mẹ con là chú Thím cứ yên tâm, cháu giúp em học xong rồi tạo điều kiện việc làm. Giúp em học xong gọi là cháu sẽ cố gắng là dìu dắt em cho em đỡ sa ngã rồi. Nhưng mà học xong các kiểu lo cho em đồ cuối cùng cái đùng cái bố mẹ thất vọng. Bố mẹ có nói gì không? Buồn, mẹ nhà buồn khóc xong bảo là ôi trời ơi, nhà con gái đầu nữa mà nhà ở quê, nhà ba chị em gái, bây giờ đùng cái học chưa xong nó đi lấy chồng mà nó tôi khứa với mẹ rồi đó. Bố mẹ đặt niềm tin bao nhiêu, cái thất vọng bấy nhiêu. Bố chồng con ấy tâm lý lắm, lên trên nhà nói chuyện với lại bố con thì hai gọi là hai anh em quen biết nhau từ lâu rồi mà cũng làm công tác tư tưởng, bảo là thôi bây giờ an tâm dưỡng thai hai đứa, bố ở việc ở nhà bố mẹ lo hết, con thì vẫn được tạo điều kiện học ngoài Hà Nội, có gì cái là cần gà có bố mẹ ngay. Nên là cũng đỡ. Con của con là bao nhiêu tuổi rồi? Em bé sắp tròn 1 tuổi ạ. 1 tuổi, dạ. Cái quá trình mang thai đó là con về quê? Dạ không, con vẫn học ngoài Hà Nội một mình. Ồ, mang thai một mình. Vừa mang thai vừa học. Quá trình con mang thai rất là cực. Khi biết là có bầu ấy là rất là sợ. Lúc đi khám ngoài Hà Nội ấy, là em bé bình thường không sao. Nhưng mà về quê đi khám kiểu như mình stress quá ấy. Bác sĩ chẩn đoán là có nguy cơ bị lưu thai. Dạ. Bà mấy tháng rồi? Dạ lúc đấy là 7 tuần rồi mà chưa có tim thai. Lúc đấy là mình mới có 22 tuổi à. Mình không nghĩ được là làm mẹ nó khó khăn đến mức như thế. Lúc đấy là mình buồn lắm, mình cố gắng là uống đủ thứ thuốc Đông Tây Nam Bắc ấy, xong làm đủ mọi biện pháp để cứu em bé. Lúc đấy em bé yếu lắm. Cái khoảng thời gian đấy là mới thật sự thấy là đây đúng là một mảnh ghép nửa cuộc đời của mình. Anh chăm, gọi là chăm từ A đến Z, chăm thay một người bố, thay một người mẹ mà là một người chồng luôn. Từ cái việc nhỏ nhặt nhất, đi dép cho hay là cột tóc cho hay làm gì, mình nằm một chỗ phải tiêm thuốc giữ thai, anh làm hết, không cho phụ huynh nội ngoại hai bên ra bệnh viện thăm. Hai đứa giấu, sợ ông bà lo, con vẫn phải ra ngoài Hà Nội hoàn thành được học. Ở một mình, sợ ông bà nghĩ là cứ đi viện ngày một vậy á, ông bà lo. Nên là có gì thì anh cứ bay qua bay lại cho thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội vậy á. Nằm viện các kiểu thì cứu được em bé. Con gái hay con trai cơ? Dạ, con gái. Như vậy thì bao lâu thì có nghĩa là sinh xong là về quê? Dạ, con về quê sinh. Về quê sinh cho hai ông bà nội ngoại tiện chăm. Sau khi mà em bé được hơn 2 tháng cứng cáp thì anh đón hai mẹ con vào. Hai đứa lấy nhau, tuổi tác cũng cách xa nhau nhiều đúng không? Dạ. Đó, thì là chắc chắn là khi mà về chung với nhau rồi sẽ nảy sinh rất nhiều mâu thuẫn đúng không? Dạ, có những cái tật xấu gì của anh Tử? Nếu mà tính mà quá trình mà chính thức tìm hiểu yêu nhau đến cưới nhau á, chắc khoảng tầm hơn 1 tháng. Trong lòng con là thần tượng anh lắm. Bố mẹ lúc nào ông bảo tự nó giỏi, nó ngoan, nó biết phấn đấu. Mình nghĩ là ông này là người nghiêm túc. Mà nói chuyện với con cũng nói nhiều, mà nói theo kiểu là học hành không à, không có tình cảm. Biết quan tâm lo lắng, xong rồi sạch sẽ, chính tê. Nên khi lấy về, lúc đầu mà mới sinh em bé ấy, ông này kiểu như là chưa tự ước được làm cha. Con ngủ, bố đeo tai phone mà qua mặt vào tường đi ngủ. Con khóc, bố đeo tai phone qua mặt tường đi ngủ. Không có trông con gì hết. Xong rồi em bé mới gì á, chạy nhưng bán mà, sống bán chết. Đúng rồi, nhưng mà lúc đó là mới gọi là mới thôi. Bây giờ thì khác rồi. Chắc chắn rồi, bây giờ thì khác nhưng mà khi mà tụi con dọn vào trong này ở riêng ấy, đi làm về, vứt hết đồ đạc xuống nhà. Đi đây bỏ quần, đi kia bỏ áo, bỏ dưới lưng một chỗ. Bừa bộn. Mặc mỗi cái quần lót nằm chơi vậy á, nhục mà ai mới chịu đi tắm cho. Xếp mà tắm có phút à? Trời ơi, tắm nhanh nữa. Tắm dưới nhanh. Không kỳ cỏ. Tắm dưới nhanh. Xong cái tưởng đâu nghiêm túc lắm nhưng về nhây, rất thích hay trêu cho con chửi. Về nhà ví dụ như đến bữa ăn cơm, vợ ơi em thích ăn rau muống xào hay rau muống luộc? Luộc đi chồng. Ừ thế anh xào nhá. Mà nếu xào chồng là anh luộc, mà làm thật thế luôn. Chứ không phải là trêu đùa đâu. Đó là thích cho vợ chửi. Dạ đúng rồi, con nấu trong bếp cứ đi qua, bóp mông cái, xong đi qua, cấu một cái, cắt một cái, trong cái để con chửi cho xong quay lại nhại con. Nhại lại. Nhại lại. Đó thường thường con chửi. Con chửi như nào con bảo chửi là như nào? Anh muốn chết à? Đấy, nhại lại y chang thế luôn. Dễ thương á. Dạ. Nhưng mà đó là dễ thương.
Xong cái chửi quá, cái ông giơ mông, ông bảo nè cho bóp mông cái nè. Rồi im liền. Tôi biết tay bà quá à. Cảm giác như anh bằng tuổi con luôn đấy, không khoảng 12 tuổi luôn á. Rồi bây giờ bạn mong muốn thay đổi, đúng rồi. Tự thay đổi điều gì? Thực ra thì con chỉ muốn chồng con là thôi cứ nhây cũng được, thấy cho vui trẻ cũng được. Nhưng mà anh bớt suy nghĩ công việc đi. Nhiều khi anh căng thẳng công việc ở công ty ấy, xong anh về anh gọi là xả giận ấy. Mệt lắm, mệt cả hai vợ chồng. Thế còn Tự thì sao? Cô ấy có những tật xấu gì? Vợ của anh thì con cũng không có phải là ý kiến nhiều về cái tật tính xấu. Mà có một số cái là cũng mong muốn để vợ thay đổi là một á, cái tâm lý xảy ra chuyện hoặc là vợ chồng có lời qua tiếng lại thì cô ấy thường là giữ im lặng, đóng cửa một mình rồi là với con. Nhưng mà trong quá trình mà im lặng như vậy thì lại khi mà mình muốn xử lý êm với vấn đề hoặc là vợ chồng cần phải trao đổi hoặc là không giải quyết được tận gốc vấn đề, không giải quyết được vấn đề. Mong là vợ thay đổi, mở lòng, chia sẻ, vợ mở lòng ra với mình. Cái mà im lặng ấy là lúc mà con mà bực mình quá cái gì á, con sợ con nói ra sẽ làm người khác tổn thương, tại vì mình không kiểm soát được ngôn ngữ của mình. Mình hơi bị nóng tính, nên con sẽ im lặng đóng cửa lại. Nhưng mà ông này không biết ý, nhưng người ta vợ ấy thì cần nói câu xin lỗi vợ hay như thế nào thôi. Đằng này cũng im luôn à. Phải có một cái sự thông cảm cho nhau. Đúng rồi, trong công việc và lại trong cái tâm sinh lý phát triển của cái người bạn đời của mình. Hy vọng rằng là sau chương trình này về thì hai vợ chồng Tự sẽ có chịu một cái sự điều chỉnh. Ngồi nói chuyện đó với nhau, mở lòng nói chuyện với nhau hết. Thay vì chúng ta giao lưu cái sinh hoạt và như dí dỏm với nhau bằng cái cách trêu đùa với nhau, thì tại sao trong những lúc mà nó căng thẳng thì chúng ta tại sao lại giải quyết bằng một cách là im lặng, mà không ngồi lại với nhau để cùng nói với nhau để giải quyết những cái vấn đề. Xin cảm ơn Tự và bà vợ nhé. Mình nói chuyện không à, mà anh không có nói chuyện. Anh cứ mắt anh cứ tia mình từ trên xuống dưới, đảo lên đảo xuống. Rồi anh nhìn ghê lắm, nhìn từng chi tiết luôn. Em mới thấy là cái ông này hả, lần đầu tiên mà vừa gặp mình mà đã hả, giống như là vừa già mà kiểu mà cứ nhìn con gái người ta cứ nhìn từng nhìn xoáy dạ, vô mà nhìn, dạ, mà nhìn những cái chỗ mà hiểm hiểm không mà. Lần thứ hai là do là em có mặc một cái áo nó hơi là trễ cái cổ một xíu, thì cái cổ áo nó hơi có hở ra xíu, mà anh này hả, ảnh ngụy trang bằng cách là đội cái nón lưỡi chai để che cái cặp mắt anh nhìn tia như thế này. Là sau này cưới rồi ảnh mới nói trời bữa đó anh thấy trời ngon lắm em ơi, ngon lắm. Và bây giờ thì xin mời toàn thể quý vị chúng ta cùng dành một tràng pháo tay để cùng gặp gỡ cặp vợ chồng đầu tiên. Xin chào hai em. Xin chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân. Dạ, em tên là Nguyễn Trung Trực. Năm nay em 30 tuổi. Tại em đang làm nhân viên quản trị mạng. Em đang sinh sống và làm việc ở Đồng Nai. Em tên là Tô Thủy Tiên. Em năm nay 26 tuổi. Công việc hiện tại của em là kinh doanh shop thời trang quần áo trẻ em. Và em đến từ Biên Hòa. Rồi, hai em gặp nhau và quen nhau như thế nào? Em có một cô bạn thân mở một cái studio áo cưới. Hôm đó thì em lên cái trang Facebook của cô bạn thân em á, thấy cô này sao mà nhìn trắng, nhìn múp 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 thì ghét lắm, nhìn ngon ngon. Lúc đó là em cũng xin bạn em là thông tin của cô này là để lên làm quen. Em thì lúc đó đâu có thèm để ý ông này đâu. Anh này thì nhắn tin thì em cứ kệ, hoặc là đã xem vậy thôi, còn mấy thì cứ mờ rồi không rảnh đâu, không đi. Hình như do lúc đó là vợ em có nhiều trai theo lắm. Không phải, tại em thấy anh này ảnh lạ quá, mà trai đâu tự nhiên vô nhắn tin người ta thì thấy cũng chắc anh này là cũng hay gạ gái gì kiểu vậy lắm nè. Rồi em tấn công tiếp theo nữa là nhiều thế nào? Tại xưa giờ em cô gái là ít có cô nào mà lọt lưới em đó. Em cứ nhắn tin vậy đó, khoảng tầm hai tháng sau á, cô này nhắn tin cho em hỏi đang làm gì vợ, rảnh không, đi chơi không. Không phải là vậy nè, cái hôm đó là đêm trung thu mà em thì có gọi điện thoại cho mấy bạn là đi chơi trung thu, mà lúc đó hình như là đa số là mấy bạn đi chơi có bồ hết rồi, cho nên là em cũng muốn đi ra đường lắm, mà giờ tự nhiên ở nhà buồn quá mà chơi. Dạ đúng rồi, cái thấy anh này anh đang on trên Facebook á, cái em mới hỏi là anh ơi rảnh không, đang làm gì vậy, đi uống nước nha. Thì ông này ổng chắc khoái quá, đồng ý lâu lắm rồi cưng, chờ dạ, đúng 2-3 tháng rồi. Em với ảnh uống nước thì ngồi đối diện nhau,
mà ảnh thì ngồi cứ dựa lưng vô ghế như thế này, xong rồi cứ mình nói chuyện không à, mà ảnh không có nói chuyện, ảnh cứ mắt ảnh cứ tia mình từ trên xuống dưới, đảo lên đảo xuống. Ồ, anh nhìn ghê lắm, nhìn từng chi tiết luôn. Em mới thấy là cái ông này hả, lần đầu tiên mà vừa gặp mình mà đã hả, giống như là vừa già mà kiểu mà cứ nhìn con gái người ta cứ nhìn từng nhìn xoáy dạ, vô mà nhìn, dạ, mà nhìn những cái chỗ mà hiểm hiểm không mà thôi. Cho nên là thấy khó chịu cho nên đi dạ, về đúng rồi. Sau rồi mình nói ông này vậy là không được rồi, thôi giả bộ nói là hả, thôi nhà em bận rồi, thôi em đi về đi, anh chở em về. Là bao lâu rồi mới có lần đi chơi thứ nhì? Bữa hôm đó là em đang ngồi ở nhà thì bạn thân của em với vợ em á là đi uống nước, xong bắt đầu là bạn thân em mới nói với vợ em á, thôi kêu thằng Trực ra cho nó trả tiền. Anh này anh có cái tật là anh không có bỏ từ lần đầu cho tới lần thứ hai luôn. Lần thứ hai là do là em có mặc một cái áo nó hơi là trễ cái cổ một xíu, thì cái cổ áo nó hơi có hở ra xíu, mà anh này hả ảnh ngụy trang bằng cách là đội cái nón lưỡi chai để che cái cặp mắt anh nhìn tia như thế này. Là sau này cưới rồi ảnh mới nói trời bữa đó anh thấy trời ngon lắm em ơi, ngon lắm. Trời ơi tội em quá. Có nghĩa là sau này mới thổ lộ cái điều đó. Dạ đúng rồi. Ủa em Thuận xem té vậy bộ đồng cảm hả? Phải đồng cảm, đồng cảm. Em đi chơi vợ em cũng vậy đúng không? Không, lúc đó em đeo kiếng đen. Đó thấy chưa. Sau này vợ em mới nói là em là thích trâu già, thích gặm có non. Tụi em cưới nhau được bao lâu rồi? Dạ em cưới được 5 năm rưỡi rồi. Tụi em là em bé được mấy tuổi rồi? Dạ em bé em năm nay được 9 tháng. Bây giờ tụi em là ở nhà riêng hả, ở chung với ba mẹ bên nào? Dạ ở riêng, hai tụi em đang ở riêng với nhau à. Rồi lúc mà cưới xong rồi tách ra riêng vậy là có nhờ giả gì được ông bà nội bà ngoại không? Hồi dạ. Lúc mới cưới thì nhà hai đứa nói chung là chỉ có cái giường với cái tủ thôi, với một cái quạt nữa, nói chung là trống lắm. Hai vợ chồng cứ dụ như chở em về nhà ngoại đi, cái hay cái gì, cái chén, cái đũa, cái muỗng xin. Dạ không, không có xin. Im bỏ túi lụm đem về. Rồi qua nhà nội thì rinh gì về? Thì thấy nhà nội có cái quạt hay cái tivi hay cái gì mà dạng như nội không xài thì nói anh xin mẹ lấy cái đó về mình coi tivi đi. Xin tivi. Dạ. Có xin máy lạnh không? Dạ có xin máy lạnh luôn. Cái gì dư ra là xin hết. Tuần là về nhà ông bà ngoại ăn sáng rồi trưa đến, mà ví dụ như kêu thôi hôm nay tiết kiệm tiền đi chợ thì ở nhà ăn bám luôn. Dễ thương. Trong tuần là qua nội, còn cuối tuần thì về ngoại. Rồi bây giờ thì tật xấu của vợ em là như thế nào? Tật xấu của em mới nhất là lười tắm. Tại hồi mà lúc mới quen á là em thì cũng gần lúc đó gần cưới rồi, thì có ngồi nhậu với ông anh, gọi là ông anh cọc chèo của bên vợ á. Thì ông anh đó mới nói là hồi xưa á, là em đi chơi với vợ em á, là vợ em về là không có tắm. Về là chỉ sức miếng nước hoa, sau em lên em chở đi chơi thôi. Mà lên em cứ này nọ rồi đó. Nó che khuất đi các mùi khác. Dạ lúc đó kêu xong anh thơm quá. Em thơm quá cho anh hửi miếng. Cuối cùng là sau đó là vỡ mộng luôn. Bây giờ là một ngày tắm lần hay sao? Dạ ngày thì em tắm lần, nhưng mà do là cái lúc đó là trời cũng lạnh đó chị. Sau rồi ảnh hẹn đi chơi thì mình cũng đâm ra cũng hơi làm biến tắm, mà cái đó thì em đáng lẽ em không nói đâu, mà do là cái ông anh á, ổng hay ngồi ổng chọc em, cái em mới nói trời ơi hồi xưa á hả, ông Trực hả, ông khoái em lắm. Hỏi sao khoái? Tại em thơm. Mà biết sao thơm không? Đâu tắm đâu. Ông Trực nói em sao người em thơm quá vậy, em xài gì thơm nha, em đâu xài nước hoa đâu nha, em chỉ tắm thôi. Rồi còn gì nữa không? Dạ vợ em là hay ngủ, ham ngủ, tại như em nói đó. Dạ. Múp mẩm mỉm đó. Là tật xấu với em nữa là nấu ăn ngon quá, từ khi lấy vợ về là em lên 10 kg. Là dạ. Vợ em nấu ăn rất là ngon. Dạ đó, ngon. Nãy là bạn này bạn có nói đó, vợ ngon mà nấu ăn ngon luôn đó. Ông cứ than hoài là em ơi em đừng có nấu đồ ăn ngon nữa đi. Anh đó hả, từ ngày anh cưới em anh đi vô công ty, mấy bạn công ty cứ kêu trời ơi Trực, dạ này tao thấy mày mập quá rồi á Trực, bụng bự quá không thấy cái cổ nữa đâu nữa rồi. Hỏi chứ Trực, Trực cái cổ của Trực đâu mất tiêu rồi, tại mập quá nọng nó xuống không có thấy cái cổ. Lúc vợ em mang bầu thì cô ấy có hành em hay là có dấu hiệu gì đó mà như là đầy đọa em không? Dạ có nhiều lắm. À có cái lúc dạ. Mà em
tới ngày dự sanh rồi mà lúc đó em vẫn chưa thấy có dấu hiệu sanh gì hết. Cái mẹ mới nói bây giờ mày đi xin gạo đi, xin bảy nhà. Tại con trai thì xin bảy nhà. Mình vác cái bụng bầu mình đi giữa trưa nắng, mình nói cô ơi cho con xin nhúm gạo thôi. Nhưng mà người ta nhìn mình người ta nói chắc cái con bé này là nó có bầu mà nhà nó nghèo quá, cho nguyên lon gạo luôn thôi. Trời ơi, còn bảy nhà mà cho bảy lon gạo phải ăn hết. Anh này cứ em ráng ăn đi, ăn cho hết đi, ăn cho bằng được đi để ngày mai còn đẻ nữa, chứ không ăn làm sao mà đẻ được. No quá không ăn nổi, nói thôi lén lén đem ra ngoài sân đập bể theo tục thôi. Còn ăn kiểu đó chắc có lẽ đến lúc vô bệnh viện đẻ chắc cái đâu ăn uống gì được nữa. Dạ có chứ, vô bệnh viện đẻ là còn bắt em dẫn đi ăn nữa. Ăn nữa hả? Dạ. Sau cái lần xin gạo là bao lâu? Đập cái nồi xong là tới sáng 2 giờ sáng ngày hôm sau là vợ em bị vỡ ối. Hay ghê. Hay quá. Hay ghê chưa? Công nhận. Như người ta hay nói là ồ đẻ đau lắm, mệt lắm. Cho nên là mình đâm ra mình nói trời ơi, tí nữa mà đói quá rồi làm sao mà có sức mà rặn đẻ đây. Cái em mới nói là anh ơi, dẫn em đi ăn đi. Cái xuống canteen, cái em mới kêu một tô phở. Kiểu này chắc chưa đủ sức đâu. Anh kêu thêm một ổ bánh mì cho em ăn. Anh ấy nói thôi em ăn nhiều quá rồi sao em thở. Không phải ăn nữa mới đủ sức. Cái anh này anh cho em ăn có nửa ổ à. Cái bác sĩ gọi em vô kêu làm thủ tục giấy tờ. Bé trai của em nó hơi to. Cân nặng cũng to nữa cho nên nếu mà đẻ thừa thì sợ không có lò. Cho nên là kêu đẻ mổ mà do là em ăn nhiều quá đâm ra tới giờ mổ rồi bác sĩ phải hoãn lại tới trưa mới được mổ. Trời ơi. Nó tiêu đồ ăn phải không? Dạ đúng rồi. Là do nửa ổ bánh mì đó. Rồi sao rồi còn chồng sao? Chồng có tật xấu gì không? Chồng em hả? Chồng em thì mê game lắm. Các thể loại game online hay offline gì cũng chơi được hết. Mê game cực kỳ luôn. Nói tới game là ảnh như là đúng cái chủ đề của ảnh vậy đó. Còn tật xấu mê gì nữa không? Dạ mê nữa là mê xe lắm. Ảnh coi cái xe đó còn hơn người yêu nữa. Mỗi lần đi chơi hay đi đâu mà qua quẹt cái là ảnh nhìn cái xe coi trời ơi có chạy ở đâu không. Về cái là thà vô lao cái xe. Nói chung là hả dí lắm. Mỗi lần đi đâu mà thường xuyên dụ như đi chợ hay gì là ảnh kêu lấy xe kẻ địch đi chứ xe anh để chùm mền cho nó đẹp. Xe kẻ địch là xe của vợ đó. Dạ xe kẻ địch là xe của em. Rồi bây giờ em mong muốn kẻ địch này thay đổi điều gì? Cũng không mong muốn vợ em thay đổi điều gì cả, tại hiện giờ gia đình rất là vui vẻ rồi. Dạ vợ em như vậy em rất là thương. Em mong muốn ảnh thay đổi điều gì? Em mong muốn anh này là ảnh bớt mê xe với mê game, lại mê vợ nhiều hơn đó. Đi thôi. Bên này thì không mong muốn thay đổi điều gì, bên này kia gia đình này là quá hạnh phúc rồi. Nhìn viên mãn dễ sợ ha. Coi như là vợ khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang. Mặt chồng á thì ngồi hấp hiêm nhìn vợ vậy nè, hấp hiêm vậy đó. Nhìn mà vẫn giống như cái ánh nhìn đầu tiên hiêm vậy đó. Chúc hai vợ chồng em cứ hạnh phúc như thế này mãi mãi nha. Biết chúc tụi em hạnh phúc mà thôi. Cảm ơn. Mà em lên xe thì em tập trung em ngủ. Mà nói nhiều đến nỗi em không ngủ, không được. Ngủ được. Em quay qua em nói với bạn em là cái thằng nào mà nó nói nhiều dữ với mày. Nói chung là mới nên cũng nhẹ nhàng, tình cảm. cái đầu tiên rất là hồi hộp. Vì khi mình cũng muốn cho nó qua đi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp vợ chồng thứ hai. Mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào họ. Cho chị đoán trước, cho chị đoán trước. Này là đồ cưới của tụi em phải không? Dạ đúng rồi. Chị đoán đúng. Hay quá. Đoán luôn nè, đây là bộ đồ cưới về chủ đề là Long Phụng phải không? Long Phụng xung vầy. Long Phụng xung vầy. À đúng luôn. Mời hai em giới thiệu về mình. Em tên là Sơn, em năm nay 26 tuổi. Em là quản trị mạng, sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh luôn. Còn em trẻ quá à, Sơn. Dạ em tên là Lê Thị Mỹ Hoàng, em 27 tuổi, hiện em là giáo viên mầm non. Hai em là quen nhau trong trường hợp nào? Em là đi chung với mẹ đi du lịch ở Thái Lan. Vợ em thì là đi chung với lại bạn của mẹ, là làm ở trong trường mẹ là đi chung luôn. Tức là hai bạn là chung một tour đúng không? Dạ đúng rồi, chung trong một tour du lịch. Lần đầu tiên em thấy cô Hoàng này, ấn tượng của em về cô ấy như thế nào? Lần đầu tiên thì là lúc ở sân bay thì em thấy cô này rất là cá tính, tại vì mặc đồ y chang như kiểu tomboy luôn, tại vì đi chung với bạn mà.
hai người đi mà giống như là yêu nhau vậy đó. Em thấy ủa sao lạ, sao kỳ vậy. Qua bên Thái Lan á, cái tour đó thì chia ra một cái hai cái xe, thì hai vợ chồng chung một xe, thì anh này lên xe anh nói rất là nhiều. Mà em á, lên xe á, thì em mà tập trung em ngủ, mà nói nhiều đến nỗi em không ngủ, không ngủ được. Em quay qua em nói với bạn em là cái thằng nào mà nó nói nhiều dữ với mày. Rồi suốt chuyến đi rồi hai người có nói chuyện thăm hỏi qua lại nghe không? Tới ngày thứ hai á, là lúc mà ở Bắc Thái Gia thì là em cũng vô tình đi dạo biển thôi, thì thấy vợ em bị dấp vỏ sò, tét một cái ở dưới chân á, chảy máu. Dạ chảy máu. Lúc đó là em đang cầm thuốc, mới bứt cái đầu ra để em cầm máu cho vợ em. Cái lúc mà bị cắt đôi sò mà sau khi hỏi thăm á thì em mới nhìn lên, thì anh ấy cánh cười cho em một cái, ôm một cái nụ cười tỏa nắng. sao Nhưng mà trong cái thời gian đi tour vậy là hai người không có một lần nào tiếp cận mà nó gần gũi mà thân mật giống như cái lần bị sò cắt chân đó hả? Dạ không có luôn. Tại vì trước khi mà đi chơi là em cũng có trục trặc về tình cảm. Thì em đi em cũng để ý ai á. Em cũng có một cái điều gọi là giống như là không biết là phải là duyên hay không, nhưng mà những cái tấm hình mà em chụp là đều dính vợ em. Mà em chụp cho em những cái tấm hình mà có em là đều có vợ em hết. Về để coi mấy tấm hình ở nhà. Lúc sau mà khi quen bắt đầu coi hình lại mới thấy. Đến khi nào thì em mới cảm nhận được cái tình yêu của anh này và chấp nhận anh? Thì lúc mà đi chơi về chắc cũng khoảng một tuần rồi. Em mới nhắn tin em tỏ tình. Nhắn sao? Dạ thì nhắn là để một cái icon là một cái chàng trai đang buồn và cầm trái tim ra. Thì em tiếp theo là em gửi thêm một cái icon nữa là có một cô gái lại cầm cái trái tim đó. Và cái icon thứ ba là có một nguyên một cái bia và có trái tim để ngay giữa. Là sao? Làm về mạng nó thích dạ. Nhiều icon quá. Đúng rồi, icon nhiều lắm. Mình tìm không có ra mấy cái đó. Có, tôi toàn là icon gì đâu không à. Nhưng mà em hiểu không? Dạ hiểu. Em hiểu, em thử dịch cho anh nghe coi. Dạ vì anh một anh chàng cô đơn đem một trái tim đến tặng cho một cô gái, và nếu cô gái chấp nhận thì hai người sẽ có một cảm đẹp. Còn cái mộ bia mà có cái trái tim đó là sao? Là tình cảm nó đến suốt đời. Mãi mãi dạ. Suốt đời đúng không? Ừ. Rồi lúc đó em trả lời như thế nào? Chắc chắn này không có ai cần để mà em gửi lại rồi đúng không? Dạ thì lúc đó em nói để em suy nghĩ. Vậy là quen cái ngày cũng đẹp lắm. Là cái ngày là 06/06 có nghĩa là rất là đẹp. Năm bao nhiêu? Dạ cái này là 3 năm về trước. Lúc mà yêu nhau rồi thì các bạn có những kỷ niệm vui gì không? Là đi ăn ở nhà hàng Pháp. Thì em với vợ em mới kêu là một món bò bít tết. Tại lúc đầu mà mới quen nhau vẫn còn ngại, cắt rất là từ từ. Nhưng mà tự nhiên sao lúc đó thì miếng bò nó dai quá, cắt hoài không được. Xong cái em mới nói vợ em là thôi em cứ xỏa đi ở đầu đi. Rồi cứ cắt cả khí thế luôn. Động đầu còn em thẹn. Mới đầu ở tay vậy nè, vậy dạ đúng rồi. Cắt như đàn yêu. Rồi sau đó thì là bao lâu tụi em mới cưới nhau? Dạ tụi em cưới nhau là lúc mà cuối năm ngoái. Dạ là 2 năm rưỡi. Trong cái thời gian quen nhau đến khi cưới nhau thì tụi em có gặp những cái biến cố gì? Tức là có cái trục trặc gì không, có giận hờn rồi có đòi chia tay chia cẳng gì không á? Lúc mà trước khi cưới á, em có dẫn ba mẹ em lại để hỏi dâu. Hai bên gia đình á là có một cái mâu thuẫn là tại sao mà bên đàn gái lại được ít bàn hơn là đàn trai. Dạ nói chung là không có thống nhất được số không bàn. Không thống nhất được số dạ, bàn. Tại tính tại chung thì cho nó tiện, từ cái việc đó thì nó lay xòe ra, xòe ra. Tụi em gì bình thường, tụi em thì bình thường á. Tại vì mình không nghĩ có cãi nhau đúng không? Dạ. Rồi sao rồi giải quyết làm sao? Em phải đứng ra để em nói chuyện với ba mẹ em là thì nếu mà bên đàn gái họ không có chịu như vậy thì thôi mình chấp nhận, mình đã sẽ đãi riêng. Và lúc đó là em có qua nhà bên vợ em và em cũng nói lại như vậy. Rồi cuối cùng là đãi chung hay đãi riêng? Dạ đãi riêng. Đãi riêng. Hai ngày luôn. Dạ. Cái khoảng thời gian đó thì đêm nào em cũng khóc á. Rồi chồng em cũng nói là thôi đừng có khóc nữa, cái gì từ từ tính, cứ để anh lo. Rồi bây giờ thì hai bên gia đình có gì trục trặc không? Dạ bây giờ thì hiện tại là hai bên gia đình là đều là hòa thuận với nhau. Okay. Nói nghe, tụi em quen 2 năm rưỡi đúng không? Có biết tất tần tật với nhau hết chưa hay là vẫn giữ? Dạ thì lúc đó là tụi em vẫn giữ. Giữ đúng không? Tại vì bên làm bên ngành cô giáo mà. Chính vì giữ cho nên là cái đêm tân hôn rất là thú vị đúng không? Dạ thì cái đêm tân hôn mà lúc đó là lúc mà tụi em làm đám cưới xong thì là em ở khách sạn đó luôn. Đó thì lên là hai đứa là làm xong là khoảng chừng 10 giờ và sau đó là lên tắm rửa đồ này nọ tới 1 giờ luôn. Dạ thầy. Xong bắt đầu cái hai đứa ngồi đếm tiền. Rồi cái việc sao đếm tiền đi. Rồi tới gì nữa nè. Dạ. Ví dụ đếm tiền đi. Tới gì nè. Ở dưới có muốn nghe tiếp không nào? Hả?
Thì em mới khều vợ em là thôi giờ mình tranh thủ đi, thì biết mệt rồi, nhưng mà đêm tân hôn mà phải cho chọn. Nói chung là tại mới nên cũng nhẹ nhàng, tình cảm. cái đầu tiên rất là hồi hộp vì khi mình cũng muốn cho nó qua đi. Dạ, chứ mà em thì em sợ đau. Em cũng chồng em cũng biết vậy thì cũng nói nhỏ nhẹ an ủi, thì nói chung là qua một đêm nhẹ nhàng. Dạ. Và sau đó những tháng ngày sau đó là coi như là bắt đầu là nó hạnh thoải mái phúc, hơn hạnh phúc không? Hòa hợp đúng không? Đúng không? Dạ. Và thường xuyên đúng không Sơn? Dạ thì cũng không hẳn là thường xuyên lắm anh, tại vì bên cô giáo làm việc rất là áp lực, làm cả ngày luôn. Thức dậy là từ 6 giờ sáng đi làm cho tới chừng 5-6 giờ chiều mới về, nên rất là mệt. Nên nhiều khi là một tuần là khoảng chừng 2-3 lần thôi, không khi có... khi 2 tuần một lần. Dạ. Vậy hả? Dạ. Tức là tại vì chăm mấy đứa nhỏ dạ. nặng rồi. Quá đúng không? Nhiều khi mệt về mệt lắm vậy, rồi xong giặt vũ rồi mình ăn dọn dẹp này nọ lên. Không còn hứng thú. Không còn hứng thú, đúng rồi, thật sự. Nhưng mà tụi em còn nhỏ quá trời luôn à. Đứa 26, đứa 27 mà đã làm biến vậy rồi. Bằng mới có 7 tháng à. Bằng tuổi anh Bin thì sao? Chắc là... trời ơi. Nắm được mấy... lần à. Anh Bin là con liên tục đó nha. Liên tục. Liên tục cái gì, có hai đứa mà làm như tôi có một bầy con vậy. Lúc nào cũng bán em mình đó chứ, đại diện mình đó chứ. À có em bé chưa? Dạ chưa. Trời ơi, chưa có em bé mà làm biến vậy đâu được. Không có được làm biến. Tụi em là theo cái đó là lâu lâu làm lần lần làm lâu lâu, không cần số lượng mà cần chất lượng. Chất lượng bù cho số lượng. Vợ chồng á ở nhà 7 tháng vậy thì có tật xấu gì không? À, chồng em tật xấu là mê chơi game, rất là lười. Lười gì? Làm nói chung là đi tắm em cũng phải nhắc, làm cái gì là cũng phải khi em nhờ, nhưng mà em đi mấy lượt em quay lại nó vẫn còn yên nguyên. Bình thường ảnh ngủ á thì báo thức nó báo mấy lần cũng không có dậy, nhưng mà báo thức game thì tất nhiên là phải tắt, nó đứng lên chơi game. Hồi đó thì uống hút thuốc ở trong phòng á, em đuổi ra ngoài không biết chui đâu, chui vô trong toilet hút xong rồi hồi tới em đi vô nó khói, nó hôi trình ở trong cái phòng toilet á, em lại không chịu được, em la làng lên, xong rồi em phải dọn dẹp em xịt, rồi cuối cùng em đuổi đi ra hành lang. Rồi còn em, vợ thật sự dạ, thì vợ em rất là hay là cằn nhằn. Thì cằn nhằn cái vụ mà từ tắm. Tại thật sự là em hồi đó giờ em tắm 10-11 giờ em mới tắm. Nhưng mà về nhà là cứ 7 giờ mấy 8 giờ là bắt em đi tắm. Với cái thứ hai là lúc mà em chơi game thì vợ em cũng cầm điện thoại lướt Facebook, mà lúc nào cũng like em là tại vì em chơi game nhiều. Mà tại sao em sao kỳ? Nó đang bị mâu thuẫn này, mâu thuẫn kia ta. Nói bây giờ lười, không có thời gian để mà có thể là hai vợ chồng thân thiết với nhau, mà bây giờ về đứa một cái máy chơi game, đứa một cái máy Facebook. Dạ. Đập máy cho tôi. Thời gian lướt với cái thời gian đánh một trận đó thì không có cái thời gian nữa, ta dành là ôm nhau đi. Có phải thú vị không? Còn tật xấu gì nữa không? Dạ thì vợ em ngủ mà có hay nằm mơ nữa. Ủa nằm mơ sao em biết? Dạ thì tại em còn thức, em chơi game hả? Mơ dạ thì mà. Tại vì mơ mà xong cái đầu cái nói. À nói mớ. Dạ đúng rồi, nói mớ luôn. Cái lúc mà em đang nằm, em đang ôm vợ em, cái em quay qua một cái vợ bắt đầu cái nằm ngủ cho tôi. Nghĩ là hả là tưởng là đang thức. Ai về lại kêu bấm mơ. sao á con ngủ cho cô đi, con đừng có quậy cô nữa. Trời ơi, nghiệp quá trời ơi. Trời ơi, tội nghiệp quá coi như là ban ngày đi làm đó. Tại biết sao nó cái tật mà hay nhắc em tắm cũng là do bệnh nghề nghiệp đó. Dạ. Đó nhắc nhở mấy đứa nhỏ hoài. Bây giờ em mong muốn vợ em thay đổi gì? Dạ thì em chỉ mong là vợ em bớt cằn nhằn em lại thôi, chứ thật sự là em cũng không có mong gì hơn vợ em nữa, tại vì em quá hoàn hảo rồi. Em mong Sơn thay đổi điều gì? Em thì mong chồng em là bớt chơi game lại, ít hút thuốc và từ từ bỏ luôn. Bây giờ em me cái thời gian mà vợ em lướt Facebook để em dành cái thời gian đó cho em. Dạ thì hôm bữa em cũng có me rồi, cái xong cái hối người ta đang chơi rồi. Rồi cái lại xong em mới quay qua em chơi game của em. Không, em tấn tới. Tại vì em thấy tội vợ em, tại làm cả ngày mệt. Ta cô giáo người ta e ấp quen rồi, không lẽ gì mà khều cái là người ta ok anh là... Ta từ từ đó. Hồi đêm nay làm thử cái nghe. Dạ. Nha. Dạ thôi chúc hai em mau chóng có tin vui. Dạ. Dạ em cảm ơn anh chị. Trước khi mà có tin vui là phải nhớ khi thuốc lá. Dạ. Em cảm ơn anh chị nhiều. Dạ. Cảm ơn tụi em.
Cái lần đầu tiên thì gặp bà xã ở một cái cánh đồng dưới ánh trăng đó, thì cũng nhìn cô ấy thì cũng dễ thương. Dạ không, lúc đó em mới chia tay bồ được 1 tháng. Em nghĩ ổng lắm nhưng không được. Ổng thích ổng luôn? Không, tại nhìn ổng già lắm. Em cũng có sửa đổi rồi chứ thời gian trước là em giống như trai vậy đó, cái miệng em phải nói liên tục mà không bao giờ ngưng được hết, nhắc đứa này tới đứa kia mà. Dạ đúng rồi, em làm luật sư miết mà. Điều khiển từ xa, giặt giũ thả ga. Thưa quý vị, và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đến với một cặp đôi. Họ sẽ mang đến một câu chuyện về hạnh phúc hôn nhân đến với chương trình Vợ Chồng Son kỳ này. Anh đoán nha, đây chắc chắn là y phục của các bạn trong cái ngày đám cưới đúng không? Dạ không phải. Dạ không phải. Rồi xong. Trời ơi, bây giờ mà đoán đến cái mức vậy mà không được nữa. Mà chỉ coi mặc đồ xong hỉ kìa. Anh giới thiệu về mình đi. Chào anh Quốc Thuận cũng như chị Hồng Vân. Tên đầy đủ của mình là Vũ Đức Quân, đang là nhà đào tạo về thiết kế tóc, kinh doanh dịch vụ salon tóc làm đẹp. Tuổi của Quân là bao nhiêu rồi? Dạ, hiện nay là tuổi em là 39 tuổi. 39 tuổi. Quá trẻ. Chuyên về tóc đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Rồi, thế còn em? Dạ em xin giới thiệu, em là Võ Thị Thùy Vân. Em 32 tuổi. Là cũng đang là trợ lý bên ngành tóc cho ảnh luôn ạ. À, hai vợ chồng là đã cưới nhau được bao lâu rồi? Dạ được 13 năm rồi. 13 năm. Dạ. Có em bé chưa ạ? Dạ có, hiện tại là em có 5 bé à. 5 cô công chúa luôn ạ. Dạ. Ngũ Long công chúa luôn. Ngũ Long công chúa. Dạ. Wow. Cưới nhau được 13 năm hả? Dạ. Rồi đẻ tới 5 đứa. Coi là cái đứa đầu tiên á là tụi em sanh vào lúc tụi em bao nhiêu tuổi? Em cưới năm 19 tuổi thì năm 20 là sanh bé đầu. À. Tiếp tục 10 là dạ. Mấy năm nữa? Cứ lai rai là dạ. 2 năm một đứa. Dạ, đúng rồi, em lai rai sanh 5 bé là 8 năm 5 bé. Thật sự là em với lại chồng em là định sanh 2 bé đầu thôi. Bạn thứ ba là chỉ là ngoài ý muốn thôi. Lúc đó là thật sự là hai vợ chồng cuồng cái bộ phim Nhà Có Năm Nàng Tiên lắm luôn á. Dạ. Phim đó vợ tôi làm sản xuất. Vợ tôi sản xuất. Liên sản xuất. Liên sản xuất. Ông thầy chủ nhiệm của chị là thầy Trần Ngọc Giao đó. Trời ơi, là đạo thầy diễn ơi, cái thầy phim đó. Có fan hâm mộ. Ôi thầy ơi. Bộ phim của thầy mà ra 5 đứa con nữa. 5 đứa con gái đó, Nhà Có Năm Nàng Tiên luôn đó thầy. Rồi dạ. Sao nữa nè? Lúc đó thì hai vợ chồng thì mê nhưng mà mình cũng không có nghĩ là mình sẽ được trọn vẹn giống như vậy. Thì bạn thứ ba thì sanh ngoài ý muốn, lúc mà sanh bạn thứ ba thì mình cũng không có được biết giới tính. Bác sĩ giấu cho đến cái lúc mà mình sanh luôn á. Sanh bé thứ ba xong là cỡ 3 năm sau tiếp cũng có thai ngoài ý muốn nữa. Thì cứ mình cứ theo cái thuận để sanh tự nhiên thôi, thì lúc đó là cũng dự định là sẽ ngưng không sanh nữa, nhưng mà hầu như là khách hàng cho đến người nhà bạn bè mới nói là thôi sanh đại đi, biết đâu bé thứ năm này là gái thì là thật sự là rất là đẹp. Mà trai gái gì cũng được lắm, thì bạn thứ năm là hai vợ chồng mà cố tình để. Dạ. Đứa gái. Hay quá ha. Dạ, đưa ra coi như Ngũ Long công chúa. Thực ra là bốn đứa là tứ đại mỹ nhân rồi đó. Bây giờ phải quay vòng lại, 19 tuổi đã làm đám cưới. Dạ. Rồi gặp nhau lúc bao nhiêu tuổi và gặp ở đâu? Đó, bây giờ các bạn hãy quay ngược thời gian trở lại với tuổi thơ. Cái tuổi mà mới lớn đó, đó. Thì các bạn lần đầu tiên này gặp nhau là ở đâu và có ấn tượng như về nhau? Cái lần đầu tiên thì gặp bà xã ở một cái cánh đồng dưới ánh trăng đó, thì cũng nhìn cô ấy thì cũng dễ thương. Em đi đâu mà ra đồng? Đi đâu xuống. Mà ra đồng mà lúc buổi tối mà trăng rằm vậy? Lúc đó thì đi xuống với một nhóm bạn, xuống dưới đó thì ngồi chơi ở cánh đồng thôi, thì bà xã ở đâu xuất hiện. Lúc đó thì nhìn thấy cô bé này cũng dễ thương, có vẻ bén lẻn thì mình cũng chú ý. Thì cô ấy mời mình ăn bánh, ăn trái cây, thì mình tối thì nó cứ mờ ảo vậy đó. Chị hỏi là cánh đồng ở đâu? Cánh đồng ở dưới khu Gò Vấp. Khu Gò Vấp là trực thuộc thành phố Hồ Chí Minh mà, dạ, đúng không? Đúng rồi, dạ. Bạn đi xuống đó bạn đi nhậu không? Bạn làm không, gì? đi chơi nhà bạn thôi. Đi chơi nhà bạn. Nhà em là ở gần đó. Dạ không, anh kể sai, tự nhiên em xuất hiện giống ma quá. Bởi vậy đó, nó bị confused vậy. Trời, nó giống như phim không liên quan không, chứ vậy á chị. Không biết, thì tự nhiên con bé tóc dài đi ánh trăng mờ mờ ảo ảo đến, anh ăn bánh được. Anh kể sai rồi, thật sự là bạn của anh cũng là bạn của em. Hôm đó là em mới qua nhà bạn em chơi, thì anh cũng vô tình anh đi qua chơi thôi. Thì lúc đó là chỉ có bốn người thôi, là luôn em cả anh luôn á, là bốn người ngồi ở ngay cái đường mương thôi. Ngày xưa thì không có đèn đường, chỉ là nhìn thấy mặt qua nhau cái ánh trăng thôi, cứ mờ mờ ảo ảo vậy đó. Em mới lịch sự là em có bánh em cũng có mời ảnh, nhưng mà ảnh cứ nghĩ là em thích ảnh. Thì khúc này thì cũng phải thừa nhận rằng là trong cái thời điểm đó thì em cũng khá là thanh tú. Tình trạng lúc đó thì mấy cô thích em cơ, cái cảm giác một cái chàng
chàng trai mới lớn vậy, tự tin thì có nhiều cô gái thì cứ nghĩ là ai đó thì cũng thích mình, mình thích tôi là bình thường, cái kiểu như vậy. Cứ nghĩ là cô ấy thích mình thôi thì lúc đó thì bắt đầu mới đeo đuổi đi theo, mới lần đầu tiên là đi theo, kêu em nhà em ở gần đây không, kiểu ghẹo ghẹo vậy đó, anh đưa em về nha. Em có ấn tượng gì về Quân không? Dạ không, lúc đó em mới chia tay bồ được tháng. Em nghĩ là ổng lắm nhưng không được. Ổng thích ổng luôn? Không, tại nhìn ổng già lắm, tại vì anh lớn hơn em 7 tuổi mà thời điểm đó là chính xác là em mới bước qua khỏi tuổi 15. À, dạ, đúng rồi. Gần 16 tuổi. Nhưng mà ổng nói đó nhiều cô gái thích ổng lắm. Dạ, thành ra là lúc đó anh đang làm người mẫu nữa. Đào qua, rất là nhiều con gái đeo đuổi ảnh. Nhưng mà xui chảnh là cái cô này ảnh cũng không thích ảnh. Khi nào thì em mới thấy ảnh có một cái điểm hút? Em cũng không có biết rõ là cái thời điểm nào là em thật sự là có cảm tình với ảnh, cho đến khi mà hai đứa về làm chung một tiệm á, em mới cảm nhận được á là cái sự chân thành của ảnh. Thì lúc đó là sau cái lúc mà đêm trăng trên đồng á là bao nhiêu lâu? Tầm cỡ 5-6 tháng. 5-6 tháng sau là mới 16. Là tiệm của ai? Tiệm của em hả? Tiệm của em mở ra thì em cũng muốn hướng tới cái là sẽ cùng với bạn này sẽ làm chung với nhau. Đó. Đúng là em đã thích cổ rồi đúng không? Và thì... ý định làm chung là của ai, là người khởi xướng ra? Em là người khởi xướng, tại vì mục tiêu của em á là cũng muốn mở tiệm. Nó vừa có một cái sự thích, vừa thứ hai nữa là nó vừa có liên quan tới cái việc mà mình làm nghề, mình mở tiệm ra thì có một cái cô bé rất là giỏi thợ phụ như thế này có thể hỗ trợ cho mình được, thì nó giống như là ráp vào cái công việc nữa thì nó sẽ thuận lợi hơn. Nhưng mà sao em biết cô giỏi? Em có đi tới chỗ cô ấy gội đầu, chỗ cô ấy làm á, em có thể. Lúc đó là em đã làm ở một cái tiệm uống tóc rồi. Dạ. Nhắc tới phần đó em hơi bị quê nghe. Sao em? Cái lần đầu tiên mà anh thì nói chung bản năng là em đã không thích ổng rồi. Mà ổng tới ngay cái giờ mà em chuẩn bị em đi về, ổng canh còn cỡ 10 phút nữa ổng mới tới. Mà tới làm gì? Gội đầu. Em muốn ráng em gội mà nói thiệt chứ massage mặt cho ổng mà nhìn ngứa mắt lắm. Cũng khó chịu lắm, cũng không có ráng mà làm thôi. Xong rồi lúc mà làm xong thì anh có bo, mà cái thời điểm đó là 10.000 giấy là vẫn còn. Ông bo cho em cái tờ đó mà ông vừa bước ra khỏi cửa, ông phóng xe ông đi rồi là em thấy tờ nó muốn rách làm đôi vậy đó. Đến khi nào thì ông tỏ tình với em và chính thức là của nhau? Có những cái động thái sơ sơ, nó cũng na ná giống như tỏ tình trước khi mở tiệm rồi. Mà có lãng mạn không? Nhà không khô eo à? Nhà không khô eo à? Khô eo hả? Sao ông sao? Ông nói sao? Trước khi mở tiệm là anh có mời em uống cà phê. Không hiểu sao mà tự nhiên anh có hôn môi em. Nhưng mà tự nhiên em nhìn thẳng mặt em sợ. Em bị hình dung ra cái mối tình trước á. Nó không có được chân thành. Em có khóc. Lúc đó là mình có cảm tình với cô ấy. Nhưng mà cô ấy thì có một cái mối tình mà dang dở đó. Nghe cô ấy nói một chút về cái tình cảm giữa bạn trai cũ. Và sau đó thì cô ấy khóc. Không biết sao tự dưng cái trong cái người mình nó có một cái gì đó. Nó giống như vừa thương mà vừa có một cái cảm xúc rất là khó diễn tả. Nhưng mà nó hơi nhói trái tim một xíu. Thì mình mới ôm cô ấy vào lòng thôi. Sau bữa đó là em mới quyết định là tìm sao là mở tiệm để mà hai đứa về chung một chỗ. Đúng không? Đúng không? Chính thức là để tỏ tình, để mà về làm vợ anh nghe là như thế nào? Có lãng mạn mua một cái nhẫn. Thực ra cái nhẫn đó là xác định trong tư tưởng là cặp nhẫn đó là sau này nếu có bạn gái á, là sẽ đeo, một cái là đeo tay, một cái đeo ở trong cái dây chuyền cổ. Lúc đó thì mình cũng không biết nói gì, lúc đó cũng rất là nhát. Kêu bây giờ anh có mua cặp nhẫn này thì bây giờ em đeo chung với anh. Có làm vợ anh không? Không, lúc đó chưa xác định là cưới. Lúc đó thì cũng vẫn là đôi mươi thôi, thì lúc đó em mới có hăm mấy thôi. Sau đó thì bao lâu thì mới cưới nhau? Dạ 3 năm sau. Thực tế mà nói rằng tụi em chưa có cưới nhau khi có con, mà tụi em có con rồi mới xác định là đến với nhau. Trong cái giai đoạn mà tuổi mới lớn lên rồi hai đứa chỉ là công việc với nhau, sau đó thì phát sinh. Khi mà có baby thì bắt đầu mới về nói với mẹ trước là mẹ con giờ lỡ có em bé rồi giờ làm sao. Mẹ cũng la cái mày giỡn mày gì này nọ. Là mẹ em hay là mẹ em nhờ ba mẹ người lớn nào xuống với bên ngoài để bắt đầu nói cho hai bên. Em về nói với má là con đã có bầu. Dạ, má nó kêu là bây giờ có thì mình cứ cưới thôi. Rồi 19 tuổi là 18 tuổi lấy ổng hay là 19 tuổi lấy ổng? Dạ, 19 đẻ là 18. 19 cưới là 20 em xanh. Bây giờ qua cái phần nói xấu đi. Kể xấu nhau. Mười mấy năm đó, bây giờ nè, tật xấu của ông Quân nè, ổng có nhiều hay không? Cũng nhiều á. Cũng nhiều đó. Dạ đúng rồi. Rượu chè không có, thuốc lá cũng không, gái gú cũng không. Nhưng mà ảnh hay bị làm cho em hay bị rối não. Ở nhà là em hầu như là quay quần với lại mấy bé cũng hơi chóng mặt. Em muốn là buổi tối là hai vợ chồng lấy xe đi dạo nhẹ nhẹ rồi nói chuyện cho thoải mái tí xíu. Nhưng mà hầu như là lúc nào anh cũng bị áp đặt vô công việc. Ban ngày là anh đã làm công việc rồi, nhưng buổi tối về là vẫn nói chuyện về công việc với mình. Mà nói với ai?
và nói với em. Trời ơi. Cho nên là đầu não hay bị căng lắm, căng thẳng đâm ra mình hay cọc với nóng tính. Là em cũng có sửa đổi rồi, chứ thời gian trước là em giống như trai vậy đó. Gia đình mà có nhiều con á, hầu như lúc nào là cái miệng em phải nói liên tục mà. Không bao giờ ngưng được hết. Nhắc đứa này tới đứa kia. Dạ đúng rồi. Em làm luật sư miết mà. Về nhà có chơi với con không? Dạ có, hầu như là có à. Tham công tiếc việc. Dạ, không? Áp lực công việc á, về mình giống như là một nơi mà để xả stress vậy đó. Mình cũng không có dám nói lại, phải chịu đựng. Đó, một ngày là đó mới cái mình bùng phát ra xong cái lại cãi nhau. Cũng có viết giấy vài lần. Còn tật xấu gì nữa nè? Hay ngủ bất chấp mọi lúc mọi nơi. Tại mệt quá đấy, làm việc nhiều quá. Làm việc, làm tay chân rồi làm đầu óc nữa, cho nên làm xuống là ngủ liền. Rồi gì nữa? Rồi, có lãng mạn không hay là khô khan? Về sau này anh có lãng mạn một chút thôi, chứ còn thời điểm trước á là anh ít khi nào mà quan tâm đến cái cảm xúc của em lắm. Giống như là đi đến tiệc tùng hay là cái gì đó mà em mang giày cao hay là sao đó, là cứ để cho đi. Em nói anh ơi em mang dép cao đợi em tí. Trời đi chi cho cực vậy. Khi em sinh mà em có rơi vào cái trạng thái mà giống như mình bị trầm cảm sau sinh không? Hình như là không có, em chỉ bị stress cho nên bị lên ký một thời điểm mà mấy tháng trước thôi. Lúc đó là sinh đứa thứ mấy? Dạ thứ năm, hồi tháng năm vừa rồi là em bị stress, em bị lên ký, em bị rối loạn nội tiết tố. Em không có kiểm soát được cân nặng của mình. Là phì lên đúng không? Dạ phì. Đúng rồi, cái thời điểm đó là em 73kg, cứ mỗi lần em buồn là em ăn thôi. Nhưng mà em giảm bằng cách nào? Em vô được một cái lớp học may mắn là mấy anh chị chia sẻ để em cảm thấy yêu đời hơn, yêu bản thân hơn. Em ăn ngược trở lại và trò chuyện với mọi người nhiều hơn. Những người mà bị tăng cân là do stress á, mình hết cái stress đó thì tự động cái cân nặng của mình nó sẽ bớt đi, nó giảm đi. Cái giai đoạn đó Quân có hiểu được cái cảm xúc của vợ mình hay không? Cũng hiểu được, cũng đoán được là khi mà đông con như vậy thì vợ sẽ có một cái áp lực. Em cũng không nghĩ là vợ em trầm cảm, nhưng mà có thể cô ấy không biết luôn. Lúc đó là khi mà cô ấy giận bất cứ một cái gì đó là cô ấy sẽ khóa hoàn toàn máy. Nếu mà có một cái cãi vã hay một cái tranh luận nào đó thì cô ấy luôn luôn cắt gỏng, cáu gắt. Nhưng mà nói là em đang dùng rất là ngôn ngữ rất là cao đó mà cô ấy không nhận ra. Và mỗi lần tranh luận như vậy là cô ấy thường thường là tắt điện thoại và chặn luôn Facebook và chặn tất cả mọi cái thông tin để gọi đến. Chuyện của hai bạn á, thật sự là hai bạn mà sống với nhau cho đến giờ phút này là mười mấy năm, 13 năm rồi, là quá hay luôn. 19 tuổi đã là vợ rồi, 20 tuổi là mẹ. Mà không phải là mẹ một lần, là mẹ tới 5 lần. Trải dài cả một cái thanh xuân. Cái hiện tượng là khóa điện thoại, khóa Facebook, là đó là một cái dấu hiệu mà bạn bị stress quá mức. Đó là cái mà em cần phải lưu ý cái việc này. Ngược lại, cái dở của Vân là Vân không chịu nói. Đó là cái quyền lợi của em. Em là mẹ của 5 đứa nhỏ, quyền lợi của em quá nhiều. Tại sao em không đòi hỏi? Bắt đón ý, trời ơi, làm mệt thấy mồ luôn. Bao nhiêu việc giờ bắt đón ý nó chắc chết á. Mình stress một thì chồng mình cũng stress một. Đây sẽ là cái thời điểm rất là thích hợp để mà nói với vợ nói mình những cái điều gì đó cái... Hôm nay thì anh rất là vui khi mà đây cái chương trình này. Thì anh cũng hiểu được cái nỗi lòng của em. Thì anh thực sự là biết ơn, cũng như là anh muốn rằng là vợ chồng mình sẽ chia sẻ với nhau. Em hãy cứ nói những cái điều mà em muốn đối với anh. Anh sẽ đồng hành cùng với em. Và thời gian tới thì anh sẽ dành nhiều thời gian nhiều hơn cho em. Và mỗi buổi tối anh sẽ dành thời gian để chở em đi chơi, để bù lại cái tuổi thanh xuân mà em đã phải trải qua, đã bị thiếu hụt. Thôi mình có nhau đứa nữa nha. Anh cũng chịu khó đồng hành với em và con á, thì em nghĩ em sanh 10 đứa cũng không sao á. Trời ơi, dễ thương quá, nó rất là lãng mạn. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn Vương nghe. Cảm ơn anh chị. Cảm ơn Vương rất nhiều. Cảm ơn Vương rất nhiều.